Chẳng đó, giờ này không biết các mọi người có đi đâu chơi không? Chắc là chiều tối nay đi ăn cái gì đấy vui vui. À, các bạn có thấy là Pilot là một người không những xấu nó còn bẩn nữa. Tự nhà cày view, biết cày cả ngày tiền điện bao nhiêu, chắc được khoảng 5-10 view là cùng. Khổ thế mẹ. Nói chung hôm nay cũng không phải là có vấn đề mà gì, nó quá là cấp biết cấp tách, chỉ là mình thấy chán chán thôi. Gino đang ngồi làm việc các bạn gì đâu. Gino, chào mọi người. À đây. Đây, Sala làm việc này. Cùng A9 vẫn đang làm việc, hai người đang ngồi cho. Yeah. Đang chán có việc gì làm. Đúng lúc quay thì quên mất là có đặt đồ. Thời gian gần đây thì sau khi làm cái video quảng cáo livestream ở trên trên Facebook xong ấy, thì mình cũng tò mò vào ở trên cái fanpage, mọi người cũng phản hồi rất là tích cực, và mình sẽ đặt vài cái đồ vui vui trên Shopee hôm trước bấm deal ấy, thì nó có vài cái đồ mới nó khá là ổn. Bây giờ thế giới cũng như là Trung Quốc chẳng hạn là mọi người đều mua đồ rất là nhanh từ qua cái một cái sàn giao dịch thương mại điện tử như vậy, tức là cái gì cũng có, mua hàng ở đấy và nhiều shop ở trên đấy, và cái shop nào rẻ chúng ta mua thôi. Mình nhớ là mình có đặt một cái hộp khô gà để xem thử xem là người ta làm có ngon đúng 2 phút không, ăn thử thấy nó rẻ. Thứ hai là đặt vài thứ lung tung là chúng ta cùng xem thử xem nhá, là chúng ta có gì hay. Đang chán nó không biết quay gì thì đã có cái nội dung đặc biệt rồi. Ok, là đặt đống đồ cho studio cho nên rằng là họ đến đúng lúc mà mình đang rảnh nữa. Đây mình đặt vài đồ. Ơ sao con này nó nhảy ra ngoài ta. Mình nhớ không nhầm cái hộp này thì mình nhớ đặt trên mạng đây. Cái này mình đặt bằng Sala. Thằng này nhậu nhậu gái nhiều. Này, bạn nhìn cái gì đấy? Ba con sâu. Đủ rồi. Nói chung là đàn ông con trai nên biết cái này. Đây, chúng ta sẽ có hai loại, một loại là Pleasure Max, một loại là King Tech. Mỗi một loại chúng ta dùng được 12 lần. Hộp thì có 12 cái ba con sói. Thì cái này mình mua ở trên Shopee. Tên shop các bạn đã thấy trên màn hình mà thôi. Chúng ta sẽ đến với vài thứ lung tung sau. Đây, cái này mình thấy ngon ngon trên hình, ngon ngon, chưa ăn bao giờ. Nó tên là hạt điều rang tỏi. Đây các bạn xem. Ngồi nhà ăn chẳng đỡ buồn mồm ấy. Mà người gầy ăn hạt điều nó rất là tốt. Shop các bạn sẽ nhìn trên màn hình nha. Cái này trông nó cũng lạ lạ, tại vì tên của nó hơi lạ lạ. Cái này là đậu Hà Lan phô mai. Thì mình nghĩ là nó giống đậu Hà Lan bình thường thôi, nhưng mình chắc là mình nghĩ là có hương vị phô mai ở trong, hoặc là nó tẩm rồi. Kiểu nó mùi phô mai ấy. Đâm ra là mình ok quất. Mấy cái giảm giá mình bấm đại à. Ngoài chúng ta có Uno. Bài Uno là một trong những bộ bài mà các bạn thấy là thời gian gần đây là nở rộ với giới trẻ, nhiều người chơi. Màu nào màu đấy, số nào số đấy các bạn. Và có những cái trick cũng như là có những cái lá bài đặc biệt thì các bạn có thể lật kèo được với bài Uno. Mình không để ý lắm, thời gian gần đây thì hóa ra là board game, tức là mấy cái dạng bài bài ấy, đặc biệt là bài ma sói, nó có nhiều cái bản mới lắm. Thì mình đang tính làm content ma sói, tại vì có studio mới mà, cho nên là đang tính mua đặt một loạt các bộ, thì mình đặt có vài bộ ma sói liền. Thì lâu mình cũng không chơi, không biết là có cái gì mới không. Đây là một bộ mới Deluxe Edition. Tiếp theo là gì đây? Chúng ta sẽ có, à, nếu bạn nào chưa biết thì đây là bài mèo nổ, nó cũng giống như bài Uno nhưng mà tất nhiên là nội dung khác hẳn, nó chỉ là bài đánh theo lượt giống như vậy thôi. Cũng là ai bị thua hoặc là ai bị sai hoặc là thua một cái lối chơi trong cái bài mèo nổ thì các bạn sẽ phải bốc thêm bài giống như bài Uno vậy. Đây cũng là bài ma sói nhưng mà nó lại là một cái dạng bài khác, One Nine. Đây, tất cả những cái này thì mình vẫn nhớ tên cái tên của công ty mà mình mua, đấy là cái công ty Board Game VN, công ty trách nhiệm hữu hạn Board Game Việt Nam đấy, ở trên Shopee. Thì cái công ty đấy có vẻ như là lớn nhất về cái mấy cái vụ như kiểu bài bủng đấy rồi. Mình tin tưởng là mình đặt mua khá nhiều và đợt này nó đang giảm giá nhiều lắm trên Shopee. Bài ma sói mini thì cái bộ này hoàn toàn có thể chơi như cũ được, nó chỉ có mấy cái dạng như kiểu bảo vệ. Đây mình đặt 2 bộ Uno để phòng là mai bé có quay cái content không. Thì đây là luật bài Uno. Thì bài Uno chúng ta có thêm mấy cái bộ kiểu như DLC đi kèm các bạn. Bộ càn quét mãnh liệt là bộ mà nó có nhiều cái nhân và thêm một vài tính năng như là lốc xoáy. Có cái bộ mà hủy diệt cấp độ mới thì này thì là cái bộ mà nó có sẽ có nhiều cái
toàn số to thôi, toàn cộng thêm số to thôi. Các bạn hoàn toàn có thể thay vào để chơi thêm. Ngoài ra còn cái gì nào? Đây, đây là cái bài ma sói One Night Ultimate Daybreak. Cực kỳ nhiều loại ma sói mà nó khác nhau. Đây là cái bài, hình như đây là bài ma sói. Đúng không ta? Để mình xem thử xem, đúng không? Bạn nhìn rõ không? Đó. À không, đây là bài ma sói, đây tên là bài bựa. Dị vãi trưởng. Chắc là mình sẽ review mấy cái loại bài sau nha. Đây. Đó, một đống bài quá trời. À, và chúng ta có cả mấy cái loại bài mới. Quên mất mình có mua một cái khô gà. Tên của cái chỗ mình mua ở bên này. Mình muốn mua về thử xem ăn nó có ngon như là bọn mình làm không. Các bạn có thể thấy rằng là cái việc đặt hàng nó cũng khá là dễ dàng. Nếu bạn nào quen mua Shopee rồi, video này như kiểu quảng cáo hoặc là siêu trá hình cho Shopee mà thôi. Được thể đâm lao theo lao, mình nghĩ là nó vừa có ích cho các bạn, nó vừa là nội dung của mình và nó vừa phù hợp cho cái thời điểm hiện tại. Với những cái người mà không có thời gian nhiều ra ngoài, mình không thể nào check từng sản phẩm một. Và thay vào đó mình lên một dạng website như Shopee để mình có thể tìm hiểu ngay, xem deal cái nào rẻ mua ngay nếu mình cần. Đó. Và có một vài thứ mà mình kinh nghiệm của mình khi mà mua hàng ở Shopee là như này. Đầu tiên đó là mà quên mất. Các bạn nhớ nhập cái mã đó là Shopee Virus vào, các bạn sẽ giảm được 20k với những đơn hàng 99k trở lên nha. Thứ hai, đó chính là từ giai thoại mình đọc một lần rồi, đó là khoảng 28 cho đến ngày 9 tháng 9 nó sẽ có liên tục những cái flash sale có 9 khung giờ liền. Thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia ngó flash sale, rảnh thì vào ngó luôn, biết đâu mua với giá cực rẻ chúng ta đang cần, chẳng tội gì cả. Thứ ba đó, các bạn để ý cái ngày gọi là cực kỳ rẻ, đó là ngày siêu mua sắm là vào ngày 9 tháng 9. Thì ngày đấy nó siêu rẻ và nó giảm 50% deal cho đến 100.000 sản phẩm. Cho nên vào 9 tháng 9 chắc là mình sẽ bỏ thời gian trong nửa ngày để có thể vào mua sắm. Thì các bạn đừng quên nhá, đừng quên điều này quan trọng này, nhất là cái video này, đó là vào ngày mai, tức là ngày 3 tháng 9, nó sẽ cũng là một ngày siêu giảm giá cực kỳ nhiều trong ngày mai. Cho nên có lẽ ngày mai mình cũng phải dành thời gian để xem một loạt các cái deal ở trên đó, xem có gì ổn hay không. Và các bạn hãy chú ý rằng là Shopee họ sẽ giao hàng trong khoảng 4 tiếng thôi, cực kỳ nhanh với những người ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên những ai đang xem video này ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì nhớ chuẩn bị tinh thần vào ngày 3 tháng 9, chuẩn bị đan dược để bung tiền, biết đâu mua được đồ dễ ưng ý tặng cho bạn gái, bạn bè hoặc thậm chí gia đình của mình nhé. Đưa thì thông tin có lẽ phải đưa cho đủ mới được. Có một cái đặc biệt mình vừa đọc được mà mình cũng thật ra mình cũng mới biết, đó chính là vào ngày mai thì nó sẽ có một cái, đó chính là vòng quay may mắn cho những bạn tham gia lấy quà từ các thương hiệu nổi tiếng trên website, mình thấy ghi thế. Ngoài ra nó có một cái lắc xu mà mình cũng mới biết, thằng Sala nó nói. Sala ơi, cái vụ lắc xu ở trên Shopee như nào nhỉ? Hôm nay mùng 2 tháng 9 có 9 khung giờ lắc số anh. Mỗi khung giờ mình chỉ được quay một lần thôi. Em canh từ sáng giờ mới quay được từng đấy giải thưởng này. Cái ngày bình thường á, lắc số chỉ là giải thưởng, tổng giải thưởng chỉ là 99 triệu thôi. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 nên tổng giải thưởng sẽ là 199 triệu. Đây các bạn, mình được đã trúng giải đặc biệt là một tháng tập ở như phòng tập gì đang biết, để mình xem thử. À, mình vừa được cái thẻ ưu đãi trị giá 4.2 triệu, câu lạc bộ thể thao 5 sao chuẩn quốc tế. Wow. Em được đi tập phòng VIP rồi anh ơi. Ê, hello. Mình vừa tắm xong và phát hiện ra rằng là vừa connect lên tìm mấy cái deal ngon ấy. Thì nếu các bạn nào đang xem video này ngay cái ngày hôm nay, hàng 2 tháng 9 ấy, thì các bạn nhớ rằng là ngó hai deal nhá. Đầu tiên đó là mình check được con điện thoại Xiaomi Mi Redmi 6 với con Oppo F3 là còn có 3.7 triệu thôi. Thứ hai là cái TV 40 inch còn có 4.4 triệu. Ngon. Nói chung ông nào mà đủ điều kiện thì
múc ngay đi, tại vì mình thấy là thời gian nó có hạn thôi. Cho nên là mình làm gấp cái video xong đó là up luôn ở trong ngày cho các bạn gọi là tiện thì có thể múc deal được ngay. Hai con điện thoại các bạn hoàn toàn có thể cày game được. Nhắc lại là con Xiaomi Mi Redmi 6 con Oppo F3 các bạn sẽ thử mà xem. Là có 3.790.000 này. Con T40 inch mình check ở trên web này là 4.4 triệu. Ngon luôn. Bề coi riêng đi công được là mắc phê. Cho nên là đây nói chung là mình đang ngó nhật nhiều deal, có cái giảm 90% này, có cái giảm ít hơn. Nói chung mọi người nên vào ngay đi chứ đừng để lâu quá là nó phí ấy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mà các bạn thấy không, mình gọi là siêu có tâm luôn, đưa tất cả những cái vấn đề liên quan đến khuyến mại khuyến mủng cho hết lên. Thật ra mà nói thì nó vừa có lợi cho tất cả mọi người và các bạn hoàn toàn có thể mua. Và đừng quên mình nhắc lại lần cuối là vào ngày mai có những cái deal phải nói là giảm giá, siêu giảm giá thú vị. Thứ hai là tham gia mấy cái mini game vui vui như vòng quay may mắn hay lắc xu như các bạn vừa xem đó. Và đừng quên rằng nhớ SS thêm cái Shopee Virus, mặc dù nó giảm không nhiều quá nhưng thế mình nghĩ cũng đã ok rồi, để mua mấy đồ nhỏ nhỏ ấy là ok. Và mọi thứ liên quan đến quảng cáo của Shopee mình để phía dưới cho các bạn dễ thuộc trong ngày mai, đặc biệt là ngày 9/9 nhá, đừng quên cái ngày siêu giảm giá đó. Thôi chắc là bây giờ mình sẽ off video để quay thêm vài thứ liên quan đến Uno và bài ma sói khi mình mới lấy về đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video, đừng quên bỏ lại một like và chia sẻ kênh nha. Bye bye.